Dạ em xin chào cả nhà, chào mừng cả nhà đã đến với kênh Nón Lá và Dép Tổ Ong. Nên đi tham quan những cái nơi đâu khi mà đi du lịch Thụy Sĩ tự túc? Đó là câu hỏi được khá nhiều người quan tâm trong lúc du lịch Thụy Sĩ tự túc. Bởi vì cả nhà đã biết rồi, Thụy Sĩ đó là thiên đường du lịch, nên là mình phải thật là kỹ lưỡng lựa chọn những cái địa điểm mà nên đi. Tại vì mỗi lần đi là mỗi lần cực đúng không cả nhà? Thì trong cái video lần này em xin gợi ý đến cả nhà 10 cái địa điểm mà chúng ta có thể check in. Ở đây em dùng từ check-in bởi vì nếu mà chúng ta đi hết 10 cái địa điểm này để tìm hiểu về văn hóa, về phong tục của những cái nơi này thì chắc chắn sẽ không đủ trong 10 ngày. Do đó thì cả nhà có thể lựa chọn và sắp xếp cái lịch trình cho phù hợp với cái kế hoạch của mình cả nhà ha. Đây là bản đồ tổng thể của Thụy Sĩ. Như cả nhà đã thấy trên bản đồ, phía Nam Thụy Sĩ giáp với Ý, phía Tây giáp với Pháp, phía Bắc giáp với Đức, giáp với Áo về phía Đông. Hầu hết du khách sẽ đáp xuống sân bay Zurich là sân bay quốc tế lớn nhất của Thụy Sĩ. Nên em sẽ lấy nơi này làm trung tâm cho cả nhà để dễ tưởng tượng. Dạ và bây giờ em xin mời cả nhà cùng đi du lịch Thụy Sĩ với em. Và cái điểm đến đầu tiên chúng ta phải kể đến trong cái lịch trình đó là núi Rigi. Rigi nằm trong dãy núi Alps. Ngoài cái tên Rigi ra còn có một cái nickname khác, đó là hoàng hậu của những ngọn núi. Bởi vậy mình không xâm nhập vào nội cung của hoàng hậu thì quả là một thiếu sót đúng không nè. Em có review về núi Rigi trước đó, cả nhà có thể xem lại cái video em để ở phía trên đầu cái video này nha cả nhà. Muốn lên đến đỉnh Rigi thì chúng ta phải đi tàu từ chân núi lên đến đỉnh núi tầm khoảng 35 đến 40 phút. Cảnh vật hai bên đường rất đẹp, và đặc biệt chúng ta sẽ được trải nghiệm đi bằng tàu gỗ. Giá vé và cách đi như thế nào thì em đã có đề cập chi tiết trong cái video trước. Dạ, và điểm đến thứ hai đó là thành phố Lucerne. Thành phố Lucerne nổi tiếng với cây cầu gỗ bắc qua sông ở ngay trung tâm thành phố. Đây là cây cầu lâu đời nhất thế giới, có tên gọi là cầu Tarpo, có từ thế kỷ thứ 14. Cây cầu dành cho người đi bộ được trang trí bằng những bức tranh làm sống lại lịch sử hình thành của Lucerne. Cùng tản bộ dạo quanh phố cổ, nhấm nháp ly cà phê nóng bên sông với dòng nước chảy, có lúc chảy xiết, có lúc im ả, thì ôi thôi rồi, cuộc đời này còn gì đẹp hơn những ngày bên nhau đúng không cả nhà? Ngoài ra với những ai thuê xe tự lái thì nên lái xe dọc theo hồ Lucerne, cả nhà sẽ lạc vào thiên đường hạ giới. Em có một cái video về hồ Lucerne, cả nhà muốn xem một trong những thiên đường hạ giới của Thụy Sĩ đẹp như thế nào thì xem ở đây ạ. À, có nhiều người lầm tưởng rằng Lucerne và Lausanne là một, nhưng mà thực tế đó không phải nha cả nhà, khác nhau hoàn toàn luôn. Lucerne là nằm ở cái phía giáp với Đức, cái vùng nói tiếng Đức của Thụy Sĩ. Còn Lausanne là cái vùng mà nói tiếng Pháp của Thụy Sĩ. Hai cái thành phố này cách nhau xa lắm cả nhà ơi. Dạ, và điểm đến thứ ba không thể bỏ qua đó là thành phố Bern. Thành phố Bern yên bình và cổ kính nằm kế bên dòng sông Are thơ mộng. Bern bị hỏa hoạn, gần như những kiến trúc bằng gỗ bị thiêu rụi năm 1405. Sau đó Bern được xây dựng lại bằng sa thạch và giữ được nét cổ kính cho đến bây giờ. Năm 1983, Bern được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Nhiều người nghĩ rằng Bern là thủ đô của Thụy Sĩ vì tòa nhà liên bang Thụy Sĩ được đặt ở đây. Ở Việt Nam mình là gọi là tòa nhà quốc hội đó cả nhà. Nhưng thật ra không có một thông báo chính thức nào và nó vẫn là chủ đề được tranh luận. Biểu tượng của thành phố Bern là những chú gấu, do đó sẽ không ngạc nhiên khi bắt gặp lá cờ của bang và logo của Bern có hình chú gấu. Và thậm chí ở khu phố cổ có hẳn khu vực nuôi gấu thật. Và ngoài ra, người dân coi những chú gấu dễ thương này là linh vật mang đến sự may mắn. Dạ, và cái địa điểm thứ tư, em nghĩ đây là cái địa điểm mà được nhiều người mong chờ nhất đây. Và đặc biệt với những ai là fan của bộ phim Đình Đám Hạ Cánh Nơi Anh thì chắc chắn sẽ đoán được em chuẩn bị đề cập đến cái địa điểm nào đúng không nè. Dạ đúng rồi, đó là Interlaken và những cái khu vực xung quanh Interlaken. Interlaken được ví như là cái sandwich kẹp thịt vì nó nằm giữa hai cái hồ lớn của Thụy Sĩ, đó là hồ Prins và hồ Thun. Interlaken được bao bọc bởi ba cái ngọn núi lớn, đó là Jungfrau, Eiger và Mönch.
những cái hoạt động và những cái nơi cần tham quan tại Interlaken phải kể đến đó là đỉnh Hadekum để nhìn tổng thể thành phố, sau đó ghé qua hồ Prins. Cả nhà nhớ chỗ này nằm trong cái bối cảnh nào của bộ phim Hạ cánh nơi anh không cả nhà? Và dĩ nhiên là không thể bỏ qua thám hiểm đỉnh Jungfrau. Nếu mình dịch sang tiếng Việt, đó có nghĩa là cô gái trẻ. Với cái độ cao là 3.466m, đỉnh Jungfrau được mệnh danh là nóc nhà của châu Âu, Top of Europe, vì là một trong những ngọn núi cao nhất của châu Âu. Ngoài ra, cả nhà có thể thông thả đến Lauterbrunnen, sải bước dạo quanh cái thành phố tuyệt đẹp này, hoặc ghé qua cái cầu huyền thoại Siegfried trong cái bộ phim tình cảm lâm ly bi đát Hạ cánh nơi anh. Và dĩ nhiên không bỏ lỡ Iselwood, những cái địa điểm trong Hạ cánh nơi anh em có review ở đây, cả nhà có thể tham khảo thêm nha. Zermatt là địa điểm thứ 5 em phải đề cập đến. Zermatt được mệnh danh là ngôi làng cổ tích của Thụy Sĩ. Đặc biệt vào mùa đông, Zermatt đón chào hàng ngàn khách du lịch đến đây để tham gia các hoạt động trượt tuyết. Dạ, và cái địa điểm du lịch thứ 6 nổi tiếng với một cái thương hiệu phô mai, và cũng là nơi đặt một trong những cái nhà máy sản xuất sô-cô-la lớn của Thụy Sĩ, có tên là Kaiser, và cũng là cái nơi có cái phố cổ đặc trưng với những cái dây thường xuân leo trước tường nhà. Dạ, ai mà xem cái video của em trước đó thì sẽ đón ra được ngay đó là cái tên của cái thành phố nào rồi, đúng không cả nhà? Cả nhà đón thử xem nè. Dạ, là thành phố nào ạ? Dạ, đúng rồi, chính xác đó là thành phố Creer, thị trấn cổ kính Creer mang đến cho bạn một cái trải nghiệm không bao giờ quên. Creer đẹp như một bức tranh vẽ, có đủ cung bậc sắc màu cảm xúc. Nơi đặt trụ sở nhà máy sản xuất phô mai Creer, nơi mà có thể tìm hiểu văn hóa lịch sử tại bảo tàng Creer, còn rất nhiều những cái điểm độc đáo khác nữa. Chính vì thế, Creer được trao danh hiệu là ngôi làng đẹp nhất ở khu vực nói tiếng Pháp của Thụy Sĩ năm 2014. Đến năm 2021 thì được tặng danh hiệu là ngôi làng du lịch tốt nhất. Dạ, bây giờ chúng ta cùng nhau đi đến tham quan một cái thành phố du lịch thứ 7 trong cái danh sách 10 điểm du lịch cần phải đến tại Thụy Sĩ. Cái thành phố này được mệnh danh đó là thành phố hòa bình của thế giới, hay còn gọi đó là thành phố quyền lực của thế giới, hoặc cũng có thể gọi là một trong những thành phố đắt đỏ của thế giới đến từ Thụy Sĩ. Cả nhà đón được thành phố nào chưa ạ? À? Dạ, đó là thành phố Geneva. Vào cái thời điểm nóng bỏng, Covid lên ngôi. Khi xem thời sự, cả nhà hay nghe những cái tin đại khái như vậy. Tổ chức Sức khỏe Thế giới WHO khuyến cáo rằng Covid có thể dập tắt trong những ngày tới. Cả nhà nghe quen quen không cả nhà ơi? Trụ sở chính của WHO, cái nơi mà đưa ra cái khuyến cáo này, nằm tại Geneva. Ngoài ra, nơi đây còn là trụ sở chính của Hiệp hội Chữ thập đỏ Thế giới, Liên Hiệp Quốc, là nơi tập hợp các tổ chức thế giới cao nhất. Bên cạnh đó, Geneva cũng là một trong hai cái trung tâm tài chính lớn nhất của Thụy Sĩ. Nói về cảnh đẹp thì Geneva có rất nhiều những điểm tham quan như là hồ Geneva đầy ấn tượng. Trên thực tế, đó là một trong những hồ nước ngọt lớn nhất của châu Âu. Trong lòng hồ với cái đài phun nước cao 140m, bắn tung tóe 500 lít nước với cái tốc độ 200 km/h. Ở Thụy Sĩ có trên dưới 1.500 cái hồ nước lớn nhỏ. Nếu như cái hồ Geneva là cái hồ nước ngọt lớn nhất của Thụy Sĩ, thì cái hồ mà em chuẩn bị đề cập dưới đây, đó là cái hồ đẹp nhất của Thụy Sĩ, có tên là Plaucy. Hồ Plaucy có màu xanh thẳm, và người ta nói rằng cái màu xanh đó giống như là đôi mắt của người con gái xinh đẹp đã chết vì trái tim tan vỡ. Từ đó cái hồ cũng có màu xanh thẳm trong ký ức muôn đời về tình yêu của thời con gái bền chặt và bất diệt. Màu sắc của nước cũng thay đổi theo mùa. Dạ, và cái địa điểm thứ 9 đó là thác nước Dry Falls, tuyệt tác hùng vĩ của thiên nhiên Thụy Sĩ. Thác nước Rhine đứng sừng sững trên cao. Đây cũng là cái thác nước lớn nhất châu Âu, và cũng là một trong 10 thác nước đẹp nhất thế giới do CNN bình chọn. Chúng ta có thể cảm nhận được tiếng gầm rú, sự rung chuyển hay là nước bay tứ tung tung khắp trên người.
Mọi cảm xúc sợ hãi và thú vị đều xuất hiện khi trải nghiệm thực tế tại thác này. Cái độ cao của nước chảy khoảng 23m, chiều rộng 150m. Dạ, và cuối cùng chúng ta cũng đi đến điểm đích, cái địa điểm thứ 10 cần tham quan tại Thụy Sĩ, đó là thành phố Zurich, là cái thành phố lớn nhất của Thụy Sĩ. Nổi tiếng là trung tâm kinh tế văn hóa của Thụy Sĩ và cũng là một trong những thành phố về cái ngành tài chính, ngành công nghiệp chính của châu Âu. Đây cũng là một trong những cái địa điểm thú vị và hấp dẫn với khách du lịch. Với nhiều địa điểm tham quan như phố cổ với kiến trúc của các tòa nhà được gìn giữ từ thời trung cổ và thời phục hưng, bảo tàng hoặc là hồ Zurich. Nhưng em cũng khuyến cáo với cả nhà rằng phải thật tỉnh táo và giữ cái đầu lạnh khi đi du lịch Zurich, bởi vì rất dễ bị cám dỗ bởi cái thiên đường mua sắm tại đây. Có hàng ngàn các thương hiệu thời trang, đồng hồ, túi xách, nước hoa đắt đỏ nằm trên con đường xa xỉ bậc nhất của thế giới, Bahnhofstrasse. Dạ, và em hy vọng cả nhà cùng em có một cái chuyến đi du lịch Thụy Sĩ thật tuyệt vời trên màn hình nhỏ và không làm cả nhà phải thất vọng ạ. Dạ, và trong video chắc chắn sẽ có những sai sót thì em mong cả nhà hãy thông cảm giúp em. Dạ, và đặc biệt là tên của cái những cái vùng hoặc những cái địa phương mà em đánh vần hoặc là phát âm sai thì em mong cả nhà hãy bỏ qua giúp em, bởi vì trong đó có cả tiếng Đức, tiếng Anh và pha trộn với tiếng Việt nữa cả nhà ơi. Dạ, cả nhà ơi, cả nhà hãy cho em xin ý kiến là cái video này có mang lại những cái thông tin bổ ích cho cả nhà không ạ? Có không ạ? Dạ, và nếu cả nhà trả lời có thì hãy bất chấp cho em xin một cái yêu thích, một cái chia sẻ và một cái đăng ký kênh và kèm với một cái lắc chuông thật mạnh để ủng hộ tinh thần em để tiếp tục em ra những cái video tiếp theo. Thì hiện tại bên này đã mở cửa cho du lịch rồi cả nhà, nên là trong thời gian tới có thể em sẽ quẩy ba lô lên và đi một số nước khác trong châu Âu ngoài Thụy Sĩ. Em hy vọng cả nhà tiếp tục đồng hành cùng với em. Em xin cảm ơn cả nhà lần nữa và em xin chúc sức khỏe cả nhà. Em xin hẹn gặp lại cả nhà video lần sau. Em xin chào tạm biệt. Bye bye cả nhà.